Xin chào mừng và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên chiều ngày hôm nay, thứ hai ngày 14 tháng 8 năm 2023, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Ở bản tin này chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến của bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi chiều ngày hôm nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới hiện tại thì vẫn trong xuống giảm nhẹ, giao dịch quanh vùng giá 1.912,9 đô la Mỹ trên một ounce. Bên cạnh đó thì chỉ số đồng đô la Mỹ trong xuống tăng nhẹ, giao dịch ở mức 102,93 điểm. Đối thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin trong xuống tăng, giao dịch ở mức 29.400 đô la Mỹ trên một Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng nhẹ, giao dịch ở mức 4,176% trên một năm. Còn đối với thị trường năng lượng thì giá dầu thô trong xuống giảm, giao dịch ở mức 82,17 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường và trong nước thì sau đây kính mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua một chút những thông tin cũng như là phân tích trên thị trường và thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới tiếp tục giảm phiên đầu tuần, nhà đầu tư ngày càng thất vọng. Thị trường vàng mắc kẹt và có xu hướng tiêu cực những phiên gần đây và có vẻ đã khiến nhà đầu tư dần mệt mỏi. Theo ông Uliassen, người đứng đầu bộ phận chiến lược hàng hóa tại ngân hàng Saxo cho biết, ông cũng nhận thấy giá vàng đang gặp khó khăn khi mà chi phí cơ hội để nắm giữ kim loại quý này tiếp tục tăng. Các nhà đầu tư thất vọng với việc nắm giữ vàng khi họ thanh lý các vị thế của mình và chuyển sang thị trường chứng khoán. Theo vị chuyên gia này, với việc nền kinh tế Mỹ vẫn khá kiên cường trước các đợt tăng lãi suất mạnh mẽ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed, các nhà đầu tư không cần phải vội vàng mua vàng. Và để thị trường này được kích hoạt có thể sẽ mất một thời gian nữa. Các nhà phân tích lưu ý rằng thị trường vẫn tập trung vào dữ liệu kinh tế vì Fed đang giữ các tùy chọn mở khi chính sách tiền tệ thời gian tới của họ vẫn sẽ phụ thuộc vào các dữ liệu. Vấn đề đối với các nhà giao dịch và nhà đầu tư là dữ liệu hiện tại vẫn chưa cung cấp bất kỳ hướng đi rõ ràng nào để dự đoán động thái của cơ quan này trong thời gian tới. Theo dự báo của một số chuyên gia, nếu dữ liệu tăng trưởng của Mỹ vẫn ổn định và lạm phát giữ ở mức cao do giá năng lượng tăng và vàng có thể chịu áp lực và rời khỏi ngưỡng hỗ trợ 1.900 đô la Mỹ trên ounce trong ngắn hạn. Tuy nhiên về mặt dài hạn thì kim loại quý vẫn nhận được sự hỗ trợ khi vấn đề về nợ công của Mỹ vẫn là một lo ngại thường trực. Dù không phải là mối đe dọa ngay lập tức nhưng nợ công vẫn là một lý do quan trọng khiến các nhà đầu tư không muốn bán quá nhiều vàng của họ. Nhưng lo ngại về mức nợ của Mỹ bắt đầu gia tăng sau khi Fitch Ratings hạ bậc xếp hạng tín nhiệm đối với nợ dài hạn của Mỹ. Và các bạn thân mến, phần tiếp đến của bản tin sẽ là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Đến thời điểm phiên chiều ngày hôm nay thì mặt hàng vàng miếng SJC bất ngờ điều chỉnh tăng nhẹ ở một số hệ thống kinh doanh. Còn với mặt hàng vàng nhất một số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác thì vẫn trong xuống giảm nhẹ. Cụ thể với công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn đang niêm yết giá vàng miếng SJC trên hai thị trường Hà Nội và Đà Nẵng, mua vào mức 66,85 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 67,47 triệu đồng trên một lượng, tăng 50.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào, giảm 50.000 đồng trên một lượng tại chiều bán ra. Với mặt hàng vàng miếng SJC trên thị trường Thành phố Hồ Chí Minh, mua vào mức 66,85 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 67,45 triệu đồng trên một lượng, tăng 50.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào và giảm 50.000 đồng trên một lượng tại chiều bán ra. Với giá vàng miếng SJC tại công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận đang niêm yết trên thị trường Thành phố Hồ Chí Minh, mua vào mức 66,80 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 67,40 triệu đồng trên một lượng, tăng 50.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào, tăng 100.000 đồng trên một lượng tại chiều bán ra. Với PNC Hà Nội mua vào ở mức 66,85 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 67,50 triệu đồng trên lượng, tăng 100.000 đồng trên lượng ở chiều mua vào và tăng 200.000 đồng trên lượng tại chiều bán ra. Với mặt hàng vàng nhất độ số 9 tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, mua vào mức 55,80 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 56,75 triệu đồng trên một lượng, giảm 50.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán. Mức giá này thì áp dụng trong giá nhận bột số 9 từ 1 cho đến 5 chỉ. Với giá nhận bột số 9 loại nửa chỉ thì mua vào mức 55,80 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 56,85 triệu đồng trên một lượng, cũng giảm 50.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Đối thị trường tiền tệ thì tỷ giá đô la Mỹ các ngân hàng thương mại hiện tại tăng 40 đồng trên một đô la Mỹ ở cả chiều mua vào và chiều bán ra, mua vào mức 23.580 đồng trên một đô la Mỹ, bán ra mức 23.950 đồng trên một đô la Mỹ. Với giá đô la Mỹ trên thị trường tự do, mua vào mức 23.750 đồng trên một đô la Mỹ, bán ra mức 23.830 đồng trên một đô la Mỹ, giảm 15 đồng trên một đô la Mỹ mua vào và tăng 15 đồng trên một đô la Mỹ bán ra. Để quý vị và các bạn có thể biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước trong phiên giao dịch buổi chiều ngày hôm nay, thì phần cuối cùng của bản tin này là bảng giá vàng chi tiết được chúng tôi ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch hiện tại. Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé. Đầu tiên sẽ là giá vàng SJC tại 3 thành phố lớn, SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng,
mua vào 6.685.000, bán ra 6.745.000, tăng 50.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào và giảm 50.000 đồng trên một lượng tại chiều bán ra. Hay là tăng 5.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua, giảm 5.000 đồng trên một chỉ tại chiều bán. Chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại đang dao động trong khoảng 600.000 đồng trên lượng và đơn vị đo của bảng giá này là triệu đồng trên một chỉ. STC Hà Nội và STC Đà Nẵng mua vào 6.685.000, bán ra 6.747.000, tăng 5.000 ở chiều mua, giảm 5.000 ở chiều bán ra. PNC Hồ Chí Minh mua vào 6.680.000, bán ra 6.740.000, tăng 5.000 ở chiều mua, tăng 10.000 ở chiều bán. PNC Hà Nội mua vào 6.685.000, bán ra 6.750.000, tăng 10.000 ở chiều mua, tăng 20.000 ở chiều bán. Doji Hồ Chí Minh mua vào 6.690.000, bán ra 6.740.000, tăng 5.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Doji Hà Nội mua vào 6.680.000, bán ra 6.755.000, tăng 5.000 ở chiều bán ra, chiều mua vào không có thay đổi. Phú Quý SCC mua vào 6.645.000, bán ra 6.705.000. Bảo Tín Minh Châu mua vào 6.695.000, bán ra 6.754.000, tăng 5.000 ở chiều mua, tăng 4.000 ở chiều bán ra. My Hồng SCC mua vào 6.690.000, bán ra 6.720.000, giảm 5.000 ở chiều mua, giảm 15.000 ở chiều bán. Tiếp theo sẽ là giá vàng STC một số ngân hàng. Ngân hàng Eximbank mua vào 6.700.000, bán ra 6.740.000, tăng 10.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Ngân hàng SCB mua vào 6.620.000, bán ra 6.730.000. Ngân hàng TBank Gold mua vào 6.680.000, bán ra 6.755.000. Ngân hàng Vietinbank mua vào 6.680.000, bán ra 6.742.000, giảm 10.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Tiếp theo sẽ là giá vàng STC một số tỉnh thành phố khác. Hiện tại điều chỉnh tăng giảm trái chiều trong biên độ hẹp, tăng 50.000 đồng trên lượng ở chiều mua vào, giảm 50.000 đồng trên một lượng ở chiều bán ra, hay là tăng 5.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua, giảm 5.000 đồng trên một chỉ tại chiều bán. Chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại vẫn đang dao động trong khoảng 600.000 đến 660.000 đồng trên một lượng và đang được niêm yết như sau. STC Nha Trang và STC Cà Mau mua vào 6.685.000, bán ra 6.747.000. STC Huế mua vào 6.682.000, bán ra 6.683.000. STC Miền Tây mua vào 6.665.000, bán ra 6.747.000. STC Biên Hòa Quảng Ngãi Long Xuyên mua vào 6.685.000, bán ra 6.745.000. STC Bạc Liêu mua vào 6.687.000, bán ra 6.750.000. STC Quy Nhơn mua vào 6.685.000, bán ra 6.747.000. STC Phan Rang Hạ Long và Quảng Nam mua vào 6.683.000, bán ra 6.747.000. Cuối cùng là giá nhận bục số 9 và một số loại vàng nữ trang STC khác, hiện tại giảm nhẹ trong khoảng từ 21.000 đến 50.000 đồng trên một lượng, hay là giảm trong khoảng 2.100 đến 5.000 đồng trên một chỉ tùy mỗi loại vàng và hiện tại đang được niêm yết như sau. Nhận bục số 9 từ 1 cho đến 5 chỉ, mua vào 5.580.000, bán ra 5.675.000. Nhận bục số 9 loại nửa chỉ, mua vào 5.580.000, bán ra 5.685.000. Vàng bục số 9 mua vào 5.565.000, bán ra 5.635.000. Vàng 24K mua vào 5.459,2 nghìn, bán ra 5.579,2 nghìn, cùng giảm 5.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra với 4 loại vàng này. Vàng 18K mua vào 4.041,7 nghìn, bán ra 4.241,7 nghìn. Vàng 14K mua vào 3.100,5 nghìn, bán ra 3.300,5 nghìn. Vàng 10K mua vào 2.165 nghìn, bán ra 2.365 nghìn. Quý vị và các bạn thân mến, mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn quả chuông ở bên cạnh để mỗi khi có thông tin mới, chúng tôi sẽ tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tới.